Bản tin quốc tế 22 tháng 7 năm 2022. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quốc tế ngày 22 tháng 7 năm 2022 của kênh TV 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ukraine tuyên bố có tiềm năng phản công đẩy lùi quân Nga. Tổng thống Nga, kỷ nguyên mới đang mở ra trong lịch sử thế giới. Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể thử hạt nhân bất cứ lúc nào. Trung Quốc có thể tập trận lớn khi phái đoàn Mỹ thăm Đài Loan. Mỹ lo lộ thế trận tên lửa vì thiết bị viễn thông của Trung Quốc. Sau đây là thông tin chi tiết. Ukraine tuyên bố có tiềm năng phản công đẩy lùi quân Nga. Quân đội Ukraine có tiềm năng đạt được bước tiến trên chiến trường và gây tổn thất lớn cho Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 21 tháng 7 sau một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao. Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 21 tháng 7, ông Zelensky cho biết cuộc họp đã thảo luận về nguồn cung cấp khí tài hiện đại và việc tăng cường độ các cuộc tấn công nhằm vào đối phương. Những người tham gia cuộc họp nhất trí rằng các lực lượng của Ukraine có tiềm năng mạnh mẽ để tiến công trên chiến trường và gây ra những tổn thất mới đáng kể cho người Nga, ông nói. Kiev hy vọng rằng khí tài của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống tên lửa tầm xa hơn như HIMARS của Mỹ mà Ukraine đã triển khai trong những tuần gần đây, sẽ cho phép nước này tiến hành một cuộc phản công giành lại lãnh thổ đã mất. Quân đội Nga có thể sẽ bắt đầu tạm dừng hoạt động trong một số tuần tới, tạo cơ hội quan trọng cho Kiev phản công, lãnh đạo tình báo Anh cho biết hôm 21 tháng 7. Các tiền tuyến chính phần lớn đã bị đóng băng kể từ khi các lực lượng Nga giành được hai thành phố cuối cùng do Ukraine nắm giữ ở tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine, sau các trận chiến vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Các lực lượng Nga hiện đang tập trung vào tỉnh Donetsk lân cận. Cùng với nhau, hai tỉnh này hợp thành Donbass, nơi các lực lượng ly khai thân Nga hoạt động từ năm 2014. Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, Ngoại trưởng Anh và ứng cử viên Thủ tướng Liz Truss hôm 21 tháng 7 cho biết bà không ủng hộ sự can dự trực tiếp của quân đội Anh ở Ukraine. Bà Truss nói, chúng ta đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine. Chúng ta đã dẫn đầu liên minh quốc tế về việc gửi khí tài viện trợ. Chúng ta đang áp dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga. Nhưng tôi không ủng hộ sự tham gia trực tiếp của quân đội Anh ở Ukraine. Tổng thống Nga, kỷ nguyên mới đang mở ra trong lịch sử thế giới. Phát biểu tại diễn đàn Ý tưởng mạnh mẽ cho thời đại mới do Tổ chức Sáng kiến Chiến lược thúc đẩy các dự án mới đăng cai tổ chức, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định một kỷ nguyên mới đang được mở ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiện nay ở cấp độ quốc gia cũng như toàn cầu đang diễn ra các hoạt động xây dựng cơ sở nền tảng và các nguyên tắc của một trật tự thế giới hài hòa, công bằng hơn, an toàn hơn, nhằm mục tiêu đáp ứng các yêu cầu của xã hội và sẽ thay thế trật tự thế giới đơn cực đang tồn tại kể từ khi đối đầu Mỹ-Liên Xô kết thúc. Xét về bản chất, trật tự thế giới đơn cực đã kìm hãm sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Mặc cho phương Tây và giới tinh hoa xuyên quốc gia đang ra sức duy trì trật tự thế giới đơn cực hiện có, một kỷ nguyên mới và một giai đoạn mới trong lịch sử thế giới đang đến gần. Trong đó chỉ có các quốc gia có chủ quyền thực sự mới có thể đảm bảo tạo ra sự phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng cao và trở thành tấm gương cho những quốc gia khác về tiêu chuẩn sống và chất lượng cuộc sống, về việc bảo vệ các giá trị truyền thống và lý tưởng nhân văn cao cả, về mô hình phát triển mà trong đó con người không phải là phương tiện mà là mục tiêu cao cả nhất. Francis Fukuyama, tác giả của học thuyết chính trị mang tên Sự cáo chung lịch sử, từng dự báo rằng sau khi Liên Xô sụp đổ, chủ nghĩa tư bản dựa trên tư tưởng tự do sẽ chiến thắng trên phạm vi toàn cầu. Sau 30 năm kể từ khi công bố luận thuyết đó, trong bài viết với tựa đề Cuộc chiến của Putin đối với trật tự tự do đã phải công nhận rằng hệ tư tưởng của phương Tây đang lâm vào bế tắc. Mark Leonard, Giám đốc Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại, trong bài viết đăng trên tờ Foreign Affairs của Mỹ số ra ngày 13 tháng 6, nhận định rằng trên thực tế, kỷ nguyên trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo đã kết thúc. Christopher Lane, Giám đốc Tình báo và An ninh Quốc gia tại George Bush School of Government, trong bài viết đăng ngày 26 tháng 4 năm 2012, từng đưa ra nhận định, thế giới châu Âu Đại Tây Dương đã có một thời gian dài thống trị toàn cầu, thì nay đang dần tới hồi kết. Simon Tisdall, biên tập viên về đối ngoại của báo Guardian của Anh, cho rằng thất bại của Mỹ trong cuộc chiến ở Afghanistan kéo dài gần 20 năm đã đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên trật tự thế giới đơn cực. Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể thử hạt nhân bất cứ lúc nào. Tờ Đông A Inbo của Hàn Quốc hôm nay dẫn lời Martin Manus, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Triều Tiên đã hoàn thành công tác chuẩn bị để thử hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri trong tháng 7. Mỹ đánh giá kịch bản thử hạt nhân này là phù hợp với những tuyên bố gần đây từ Triều Tiên. Bình luận về thông tin này, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tin rằng Triều Tiên không chỉ có thể thử hạt nhân vào cuối tháng 7 mà có khả năng thực hiện bất cứ lúc nào họ muốn.
Đây được coi là cảnh báo cuộc thử nghiệm có thể diễn ra quanh ngày 27 tháng 7. Các bên liên quan ký hiệp định đình chiến ngày 27 tháng 7 năm 1953, nhưng đây không phải hiệp ước kết thúc tình trạng chiến sự trên bán đảo. Triều Tiên chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc. Triều Tiên năm nay đã thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa với tần suất chưa từng có. Giới quan sát suy đoán Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho lần thử hạt nhân thứ 7 và là lần đầu tiên kể từ năm 2017. Trung Quốc có thể tập trận lớn khi phái đoàn Mỹ thăm Đài Loan. Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả bằng các biện pháp mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thực hiện chuyến thăm Đài Loan. Cuộc hội đàm theo kế hoạch có thể nhằm mục đích giảm căng thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, kế hoạch thăm Đài Loan của bà Pelosi có thể gây ảnh hưởng tới việc này, các nhà quan sát ngoại giao Trung Quốc cảnh báo. Mọi nỗ lực nhằm duy trì quan hệ song phương sẽ bị hủy hoại nếu như bà Pelosi thực hiện kế hoạch thăm Đài Loan, dù cho kết quả hội đàm giữa ông Tập và ông Biden có cho ra kết quả như thế nào. Lu Xiang, chuyên gia về Mỹ-Trung tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói, nguy cơ và cái giá phải trả sẽ rất lớn và có thể làm thay đổi cục diện. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng chuyến thăm của bà Pelosi sẽ là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Bắc Kinh và làm chấn động nền tảng chính trị của mối quan hệ Mỹ-Trung. Nếu Mỹ cứ khăng khăng làm theo cách của họ, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để đáp trả và phản kháng, và chúng tôi nói là sẽ làm, ông Uông nói trong hôm 21 tháng 7. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương nói rằng mối quan hệ chính trị và quân sự ngày càng gần gũi giữa Mỹ và Đài Loan là mối quan hệ đang trở nên tồi tệ. Mỹ đang khoét sâu và làm mờ đi chính sách một Trung Hoa, ông Tần phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen tổ chức tại Colorado hôm 20 tháng 7. Theo chính sách một Trung Hoa, Washington chính thức công nhận chính quyền Bắc Kinh và không công nhận Đài Bắc. Theo một nguồn tin thân với quân đội Trung Quốc, có khả năng Bắc Kinh sẽ đáp trả trước chuyến thăm trên bằng cách tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn hơn xung quanh Đài Loan ngay giữa chuyến thăm của bà Pelosi. Mỹ lo lộ thế trận tên lửa vì thiết bị viễn thông của Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang điều tra hãng thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei vì lo ngại các cột phát sóng của Mỹ dùng thiết bị của nhà cung cấp này có thể thu thập thông tin nhạy cảm về các cơ sở quân sự và hầm chứa tên lửa để chuyển về Trung Quốc. Một nguồn tin nói rằng chính phủ Mỹ lo ngại thiết bị của Huawei có thể thu thập thông tin nhạy cảm về các cuộc tập trận, sự sẵn sàng của các căn cứ và điều chuyển binh lính. Một cuộc điều tra đã được Bộ Thương mại Mỹ tiến hành sau khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống vào đầu năm ngoái, các nguồn tin tiết lộ. Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Bộ Thương mại Mỹ nói rằng họ không thể xác nhận hay phủ nhận các cuộc điều tra đang diễn ra, đồng thời khẳng định bảo vệ sự an toàn và an ninh của người Mỹ trước hoạt động thu thập thông tin độc hại là việc quan trọng để bảo vệ nền kinh tế và an ninh quốc gia. Theo hai nguồn tin từ Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ FCC, các cuộc tín hiệu sử dụng thiết bị của Huawei đặt gần cơ sở quân sự và tình báo nhạy cảm đã trở thành mối lo đặc biệt của chính quyền Mỹ. Brandon Carr, một trong năm ủy viên của FCC, cho biết các cuộc viễn thông xung quanh căn cứ không quân Malmstrom sử dụng công nghệ Huawei. Đây là một trong ba căn cứ giám sát các trận địa tên lửa của Mỹ. Người Nga bị trừng phạt sẽ phải kê khai tài sản ở EU. Theo gói trừng phạt mới, người Nga bị trừng phạt sẽ phải kê khai tài sản ở các nước thuộc châu Âu. Nếu không tuân thủ, họ sẽ bị thu giữ tài sản. Hôm thứ Năm 21 tháng 7, Liên minh châu Âu-EU đã đưa ra biện pháp trên, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga, các hạn chế thương mại mới đối với các công nghệ quan trọng và một số bản xử lỗi cho các lệnh trừng phạt trước đó nhằm đảm bảo rằng bất kỳ giới hạn nào cũng không được làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển lương thực và hàng hóa nông nghiệp. Được biết, EU đã không trừng phạt thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác vì cho rằng không có bằng chứng cho thấy các biện pháp của EU có thể đã cản trở hoạt động buôn bán các mặt hàng thiết yếu đó, thậm chí là gián tiếp. Theo biện pháp này, các cá nhân và pháp nhân được thêm vào danh sách trừng phạt của EU sẽ cần cung cấp cho các cơ quan liên quan thông tin về bất kỳ quỹ nào hoặc các nguồn lực kinh tế khác, chẳng hạn như tài sản mà họ nắm giữ hoặc kiểm soát ở châu Âu. Không làm như vậy sẽ được coi là hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt của khối. Theo chế độ hiện tại của Liên minh châu Âu, các tài sản bị xử phạt sẽ bị phong tỏa, có nghĩa là chúng không thể được sử dụng. Trong trường hợp hết thời gian tịch thu, tài sản đó sẽ được phá vỡ phong tỏa. Bên cạnh đó, việc quản lý tài sản bị đóng băng cũng gây tốn kém cho các quốc gia thành viên. Nhiều nguồn tin cho rằng EU đã và đang tìm cách tăng cường quyền lực của mình để có thể trưng dụng thay vì đóng băng tài sản có liên quan đến Nga, chẳng hạn như những tài sản đó có thể được sử dụng để đóng góp vào công trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Một quan chức EU khác cho biết nếu các cá nhân vi phạm quy định trừng phạt về nguyên tắc, họ có thể bị điều tra hình sự.
Quan chức này cho biết bất kỳ hành động nào sẽ phụ thuộc vào các quốc gia thành viên và cuối cùng sẽ là vấn đề đối với các tòa án quốc gia về việc tịch thu các tài sản chưa được báo cáo. Quan chức này nói thêm rằng động thái này cũng nhằm khuyến khích các cá nhân bị xử phạt tự khai báo tài sản của họ. Số người Nga phá sản tăng gần 40% trong nửa đầu 2022. Số công dân Nga tuyên bố phá sản và phải thanh lý tài sản trong nửa đầu năm 2022 tăng 37,8% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 6, 121.313 công dân Nga đã nộp đơn xin phá sản và phải thanh lý tài sản để trả nợ, trong khi 20.185 người trải qua quá trình tái cấu trúc nợ, theo báo cáo từ Bộ Phát triển Kinh tế Nga. Moscow là khu vực có số lượng cá nhân tuyên bố phá sản nhiều nhất với hơn 6.000 người, tiếp đó là khu vực ngoại ô thủ đô với hơn 5.600 người. Năm 2019, Nga ghi nhận 192.833 cá nhân phá sản, tăng gần gấp 3 so với mức 68.980 năm 2019. Số công dân phá sản đã tăng lên mức đáng kể, Alexei Yukhnin, quan chức Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết. Theo CNN, không có liên hệ rõ ràng nào giữa số lượng cá nhân nộp đơn xin phá sản tăng mạnh và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bắt đầu hồi cuối tháng 2. Tuy nhiên, để phản đối Moscow, nhiều tập đoàn quốc tế đã dừng hoạt động hoặc cắt quan hệ làm ăn với đối tác tại Nga. Nga đang bị Mỹ, Liên minh châu Âu, EU, Anh và Nhật Bản và một số chính phủ khác áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt. EU ngày 20 tháng 7 nhất trí áp thêm lệnh cấm nhập khẩu vàng Nga và đóng băng tài sản của ngân hàng hàng đầu Nga Sberbank. Hồi tháng 4, Ngân hàng Trung ương Nga ước tính tổng sản phẩm quốc nội GDP của đất nước sẽ giảm 8-10% trong năm nay. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga sau đó nói rằng đà sụt giảm có thể thấp hơn, song không đưa ra con số cụ thể. Moscow nhiều lần khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây là hành động tự hủy trong khi Nga vẫn trụ vững. Ukraine và Nga dự kiến ký một thỏa thuận vào ngày 22 tháng 7 nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do việc xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen bị ùn ứ. Cụ thể, trên Twitter, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin viết rằng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc cực kỳ quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu sẽ được ký kết tại Istanbul vào ngày 22 tháng 7 dưới sự bảo trợ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Phái đoàn của Ukraine và Nga sẽ tham gia ký kết. Theo AFP, đây là thỏa thuận lớn đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Xung đột ở Ukraine đã khiến giá lương thực toàn cầu tăng vọt và người dân ở một số quốc gia nghèo nhất thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói. Trước đó, cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Ukraine và Nga đã đưa ra một bản dự thảo ban đầu để giải quyết bế tắc trong việc xuất khẩu lương thực. Các bên dự kiến sẽ gặp lại nhau trong tuần này để ký thỏa thuận chính thức. Bật mí về thỏa thuận, nhà lập pháp Ukraine Rustem Umerov cho biết xuất khẩu sẽ tiến hành thông qua 3 cảng Odessa, Pivdenii và Chodomok. Đồng thời, ông Umerov hứa hẹn có thể mở rộng các hạng cảng ở trong tương lai. Tổng thống Biden mắc COVID-19, Campuchia báo động vì ca nhiễm biến thể phụ từ Thái Lan. Nhà Trắng hôm 21 tháng 7 thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có các triệu chứng rất nhẹ, theo đài phát thanh NPR. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết thêm, Tổng thống Biden, 80 tuổi, đã bắt đầu dùng thuốc điều trị COVID-19 Paxlovid do hãng Pfizer sản xuất. Bà Jean-Pierre cho hay, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ cách ly tại Nhà Trắng và sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của mình trong thời gian đó. Cũng theo bà Jean-Pierre, Tổng thống Biden đã liên lạc với các nhân viên Nhà Trắng qua điện thoại sáng nay và sẽ tham gia các cuộc họp đã lên kế hoạch của ông theo hình thức trực tuyến. Cũng trong sáng nay, báo Khmer Times đưa tin Thái Lan phát hiện ca nhiễm siêu biến thể phụ của biến thể Omicron là BA.2.75, đặt Campuchia trong tình trạng báo động. BA.2.75 lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào đầu tháng trước, đã lây lan sang 14 quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản, Đức, Anh, Canada, Mỹ, Úc và New Zealand. Tuy nhiên, số ca mắc mới và số ca tử vong liên quan đến BA.2.75 đang giảm và tiến gần đến tình trạng bình thường ở Ấn Độ. Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày ở Nhật Bản đã vượt quá 180.000 ca trong ngày 21 tháng 7, lập kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp theo thống kê của hãng Kyodo News. Số ca nhiễm mới cao kỷ lục đã được ghi nhận ở 35 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản trong bối cảnh nước này đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ 7.
Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Liên bang Đức Robert Habeck ngày 21 tháng 7 đã công bố gói an ninh năng lượng mới nhằm chống lại cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra tại nước Đức. Cụ thể, để đối phó với tình trạng thiếu khí đốt và năng lượng sắp xảy ra trong mùa thu và mùa đông tới, chính phủ Liên bang Đức đã công bố gói biện pháp đảm bảo an ninh năng lượng mới, trong đó quy định rõ việc tăng mức tích trữ đối với các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức. Cụ thể, các cơ sở tích trữ khí đốt phải được lấp đầy 75% vào ngày 1 tháng 9, tăng lên 85% vào ngày 1 tháng 10 và lên 95% vào ngày 1 tháng 11. Mức quy định lấp đầy cho tới nay chỉ là 80% tới ngày 1 tháng 10 và 90% ngày 1 tháng 11. Ngoài nguồn dự trữ than cứng cho các nhà máy điện hạt, điện than đã được kích hoạt, việc dự trữ than non cũng sẽ được kích hoạt trở lại kể từ ngày 1 tháng 10 tới. Khí đốt bổ sung sẽ tiếp tục được tích trữ khi nguồn điện được tạo ra từ than non. Việc vận chuyển than và dầu sẽ được ưu tiên trong ngành vận tải đường sắt. Ngoài ra, Bộ Kinh tế cũng công bố những sửa đổi có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng tư nhân. Chẳng hạn, các hợp đồng thuê nhà quy định duy trì nhiệt độ tối thiểu trong các gian phòng. Quy định mới sẽ được sửa đổi để người thuê có thể điều chỉnh mức nhiệt nếu họ muốn tiết kiệm năng lượng và giảm độ nóng thiết bị sưởi trong phòng vào mùa đông. Quy định cũng khuyến nghị không nên làm nóng các phòng hoặc những không gian không được sử dụng thường xuyên, trừ khi có các yêu cầu về an toàn.